Hôm nay mình sẽ làm món gỏi đu đủ với gan bò và khô gà lá chanh nha các bạn. Món này mình sẽ có đu đủ xanh, đậu phộng, nước tương mình pha chế, gan bò khô, lá quế, bánh phồng tôm và khô gà lá chanh. Nước sốt cho gỏi đu đủ với gan bò và khô gà lá chanh mình sẽ có một ít giấm. Tương ngọt. Khoảng một muỗng thôi nha các bạn. Rồi mình có tỏi nè. Ớt. Đường. Và nước tương. Tiên thì mình bào đu đủ ra nè, ngâm với nước lạnh cho nó giòn một chút nha các bạn. Rồi thì bắt đầu mình mới trộn. Món này rất là dễ làm các bạn. Có thể trộn trước. Các bạn cũng có thể để trên dĩa như vậy thôi. Nếu như người ta chưa có khách buồn đãi mà chưa có tới thì mình để trước như vậy. Khô gà lên trên. Đừng quên đậu phộng nha. Các loại gỏi Việt Nam thì lúc nào cũng phải có đậu phộng. Rồi, cho nước tương lên nè. Trong này nó vừa có giấm, vừa có đường, đủ các loại gia vị. Sẽ ăn kèm với bánh phồng tôm. Nhanh, gọn, lẹ và rất ngon đúng không các bạn? Rồi, mời các bạn thưởng thức món gỏi đu đủ với khô bò và khô gà lá chanh với mình nha. Chúc các bạn cuối tuần thật vui và an lành. Cũng có thể trộn hết lại chung với nhau nữa.